hiện sốc về con người lai giữa hai loài đang sống ở Indonesia. Mới đây, nhóm nghiên cứu của Đại học Melbourne Úc đã phân tích di truyền 56 cá thể người Papua, tức nhóm cư dân sinh sống ở tỉnh Tây Papua của Indonesia và đảo quốc Papua New Guinea lân cận để tìm kiếm các yếu tố có thể đã để lại từ những cuộc hôn nhân dị chủng hàng chục nghìn năm trước. Các nhà nghiên cứu đã thu được kết quả hoàn toàn ngoài mong đợi. Không chỉ 5% bộ gen của họ là người Denisovan, mà toàn bộ hệ thống miễn dịch cũng gần như giữ nguyên được nguyên thủ từ vị tổ tiên khác loài. Hệ miễn dịch của những người này mang hình thái DNA Denisovan rõ rệt, không phải của người Homo sapiens, tức loài người hiện tại của chúng ta. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ và nhất quán đến quá trình miễn dịch, khiến phản ứng của cơ thể họ trước các mầm bệnh và các tác nhân gây hại khác có phần khác biệt so với những người còn lại trên thế giới. Di sản này lại vô tình là món quà quý vì họ giúp chúng ta thích nghi với môi trường địa phương khá đặc biệt ở nơi giáp ranh châu Á và châu Úc.